chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Quý vị và các bạn, Đi Tìm Ẩn Số do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện. Chương trình này được sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định. Thưa quý vị, đến với Đi Tìm Ẩn Số, chúng ta sẽ trải qua những giây phút hào hứng vui tươi và đầy kịch tính. Bởi vì trong số 26 chiếc cặp ấy, có một chiếc cặp mà giá trị của nó lên đến 100 triệu đồng. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta có 26 người mẫu chuẩn bị xuất hiện, mang theo 26 chiếc cặp và 26 ẩn số. Nào, xin mời! Thưa quý vị và các bạn, Đi Tìm Ẩn Số cần 26 thí sinh, hiện nay chỉ có 21 người, thế 5 thí sinh còn lại ở đâu? Thưa quý vị, đó là ẩn số đầu tiên của chương trình. 5 thí sinh còn lại sẽ lựa chọn ngẫu nhiên từ hàng ghế khán giả. Quý vị hãy kiểm tra lại vị trí ngồi của mình và biết đâu sẽ may mắn trở thành thí sinh của chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi có 2 lần lựa chọn. Lần thứ nhất 4 người, lần tiếp theo 1 người. Nào, xin mời phòng máy lựa chọn ngẫu nhiên bắt đầu. Gối 2 và hàng số 2, chúc mừng. Thưa quý vị, và chúng ta tiếp tục lựa chọn thêm thí sinh thứ 26, xin mời phòng máy. Gối 3, hàng 5 và vị trí ghế số 4, chúc mừng. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng 1 của chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Thưa quý vị và các bạn, 26 thí sinh đã sẵn sàng cho vòng thi thứ nhất. Và bây giờ họ sẽ phải trải qua 5 câu hỏi với đáp án trắc nghiệm A, B, C, D. Và khi tôi hỏi xong, thời gian 5 giây dành cho các bạn lựa chọn đáp án nào cho là chính xác nhất. Cách tính điểm như sau. Thí dụ trong số 26 thí sinh có 25 người đáp sai và 1 người đáp đúng. Như vậy, người đáp đúng ấy sẽ nhận được 25 điểm. Trong trường hợp có 25 người đáp đúng và 1 người đáp sai, 25 người đúng mỗi người chỉ được 1 điểm. Câu hỏi càng khó ít người biết, điểm càng cao. Và ngược lại, cuối cùng hai thí sinh cao điểm nhất đứng đầu bảng sẽ trở thành người chiến thắng, bước vào vòng thi tiếp theo. Thưa quý vị, tất cả đã được sẵn sàng, dành một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần 26 thí sinh. Câu hỏi thứ nhất, Macau được trao trả về cho Trung Quốc vào năm 1999 từ quốc gia nào? A, Anh. B, Tây Ban Nha. C, Bồ Đào Nha. Và D, Pháp. 5 giây bắt đầu. Ngày 20 tháng 12 năm 1999, Bồ Đào Nha, đế chế châu Âu cuối cùng đã chấm dứt quyền lực của mình ở thuộc địa châu Á sau 422 năm cai trị. C là đáp án chính xác. Có 5 người đáp đúng, 21 người đáp sai, mỗi người đáp đúng được 21 điểm. Thưa quý vị, trong số 5 thí sinh chọn đáp án đúng, có 2 thí sinh nhanh tay bấm trước, xin được giới thiệu. Đó là bạn Trần Quang, 21 điểm, chúc mừng. Thí sinh thứ 2 đứng nhì bảng, đó là bạn Trí Thông, 21 điểm. Câu hỏi thứ hai, trò chơi ném cầu trong các hội làng Việt Nam gắn liền với tín ngưỡng gì?
A. Cầu mưa, B. Cầu mùa, C. Cầu an và D. Cầu mùa màng. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, trò chơi ném cầu gắn liền với tục cầu mưa. Khi chơi, mọi người cùng giành nhau bắt cầu rồi ném vào giỏ. Nếu ném trúng được điểm, xong ván chơi đem quả cầu thả xuống giếng hay ao ở đình để cầu mưa. A là đáp án chính xác. Với câu hỏi vừa rồi, chúng tôi nhận thấy chỉ có 4 thí sinh đáp đúng, 22 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được cộng thêm 22 điểm. Câu hỏi thứ 3. Tỉnh thành nào đã đi đầu trong việc triển khai xây dựng chính phủ điện tử? A. Hà Nội, B. Hải Phòng, C. Thành phố Hồ Chí Minh và D. Bắc Ninh. 5 giây bắt đầu. Bắc Ninh là tỉnh đi đầu trong việc triển khai xây dựng chính phủ điện tử. Từ ngày 13 tháng 4 năm 2006, Bắc Ninh đã phát động điều hành hệ thống điện tử và công khai hóa hệ thống thông tin đất đai của tỉnh. D là đáp án chính xác. Có một người đáp đúng, 25 thí sinh đáp sai, một người duy nhất ấy được 25 điểm. Chúng ta cùng bước sang câu hỏi thứ tư như sau. Thức ăn cúng trong lễ cúng trăng của người Khmer Nam Bộ là gì? A. Cốm dẹp, B. Cơm nấm, C. Bột ngô và D. Hạt kê. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, người Khmer quan niệm mặt trăng là vị thần có ảnh hưởng lớn đến mùa màng. Chính vì vậy, lễ cúng trăng là một lễ hội lớn của người Khmer. Thức cúng đặc biệt trong ngày này là cốm dẹp. A là đáp án chính xác. Lần này cũng có duy nhất một thí sinh đáp đúng, 25 thí sinh đáp sai. Người đáp đúng ấy được 25 điểm. Thưa quý vị, sau câu hỏi thứ tư, chúng tôi sẽ được công bố danh sách 4 thí sinh đứng đầu bảng cao điểm nhất. Đó là bạn Trí Thông 46 điểm. Chúc mừng. Vị trí nhì bảng thuộc về bạn Minh Trang 43 điểm. Chúc mừng. Vị trí thứ ba thuộc về bạn Thuộc Bính 25 điểm. Và vị trí thứ tư thuộc về bạn Ngọc Phương 22 điểm. Thưa quý vị và các bạn, và thứ hạng 4 vị trí ấy còn nhiều thay đổi bởi trước mắt chúng ta còn câu hỏi thứ 5. Câu hỏi thứ 5 như sau. Cây thông làm bằng vỏ chai bia lớn nhất Việt Nam có chiều cao là bao nhiêu? A. 8m7, B. 9m7, C. 10m7 và D. 11m7. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, cây thông đặc biệt này được xếp bằng 8.100 vỏ chai bia, gồm 67 tầng, cao 10m7, tổng trọng lượng khoảng 3,4 tấn. Cây thông được khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang thực hiện để phục vụ mùa Noel năm 2004. Như vậy, C là đáp án chính xác. Có 6 thí sinh đáp đúng và 20 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được cộng thêm 20 điểm. Chúc mừng. Thưa quý vị, giây phút hồi hộp gần kề. Ai là hai thí sinh đứng nhất nhì bảng chiến thắng bước vào vòng thi tiếp theo? Xin được công bố.
tôi xin được chúc mừng bạn Trí Thông 46 điểm. Vị trí nhì bảng thuộc về bạn Minh Trang vượt lên 43 điểm. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng 2 của chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Quý vị và các bạn, vào vòng 2 chúng ta có hai thí sinh cao điểm nhất, đó là anh Trí Thông và bạn Minh Trang. Và xin mời anh Trí Thông có đôi lời tự giới thiệu về bản thân mình ạ. Tôi tên là Đào Trí Thông, hiện công tác tại công ty SCS Việt Nam. Đến dự thi với chương trình này với cái sự mong muốn được khám phá những con số đẹp. Con số đẹp nhất mà chú thích là con số mấy ạ? 100 triệu. Nếu mà có 100 triệu anh sẽ làm gì ạ? Để sửa chữa nhà với đi du lịch. Du lịch cứ thích đi đâu ạ? Đi nước ngoài, đi Thái Lan, đi các nước Đông Nam Á. Dạ, chú đi một mình hay đi với ai ạ? Đi với vợ. Dạ. Dạ, ước mơ rất là cụ thể. Xin mời bạn Minh Trang. Xin kính chào quý vị khán giả, chào anh Thanh Bạch. Tôi tên Nguyễn Thị Minh Trang, hiện tôi đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Phật Dân Lập Văn Lang. Bí ẩn của những cái con số bên trong những chiếc cặp đó đã lôi cuốn tôi tham gia chương trình này. Hôm nay quả thật tôi rất là may mắn, rất mong quý vị khán giả cổ vũ nhiệt tình cho tôi ạ. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ thì hai thí sinh của chúng ta bước vào vòng thi này có cơ hội nhận giải thưởng cố định trị giá 3 triệu đồng. Nếu như nhận giải thưởng này sẽ yên tâm ra về và không cần quan tâm suy nghĩ tới những con số trong những chiếc cặp nữa. Đó là số tiền hiện thực chắc chắn. Thời gian 5 giây đèn tối xuống, chỉ cần bấm bàn phím, đèn sáng lên, nhận 3 triệu ra về. Nếu không đồng ý, không lựa chọn giải thưởng này, có quyền bỏ qua. Đèn từ từ tối xuống. 5 giây giải thưởng cố định bắt đầu. Đây là cơ hội, hãy bấm bàn phím và chọn 3 triệu ra về, không cần quan tâm. Và 5 giây đã hết. Thưa quý vị, hai thí sinh chúng ta quyết định đi tiếp. Thưa quý vị và các bạn, và tình huống tiếp theo đây là phải xem một đề toán trên màn hình và tính toán làm thế nào thật mau và chính xác. Khi đã tìm được đáp án, bấm bàn phím đèn sáng lên và nói ngay. Bấm bàn phím nói chính xác sẽ là người chiến thắng. Bấm bàn phím đèn sáng lên nói sai, người cùng chơi sẽ là người tiếp tục cuộc chơi. Và nếu như bấm bàn phím chần chừ không nói, thí dụ bấm bàn phím thời gian qua 1, 2, 3 là thua. Mong rằng quý vị sẽ dành những tràng pháo tay thật ưu ái để cổ vũ tinh thần cho hai thí sinh của chúng ta. Xin mời hai thí sinh và tất cả quý vị khán giả chú ý lên màn hình. Đề toán hiển thị bắt đầu. Để tay ra sau lưng, 34 x 2 cộng 12 bằng mấy? Hết. Xin mời. 90 ạ. 90 là một đáp án chưa chính xác, 80 mới là đáp án chính xác. Rất tiếc. Và xin chúc mừng chú Thông là người chiến thắng bước vào vòng thi trong. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng thi đặc biệt của chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Quý vị các bạn thân mến, trong vòng thi đặc biệt, anh Trí Thông là người may mắn đã chiến thắng bước vào vòng thi này. Và như vậy sẽ có cơ hội khám phá những con số nằm trong các chiếc cặp. Nhưng cặp nào giá trị bao nhiêu thì đó là những con ẩn số mà chúng ta phải đi tìm. Đi Tìm Ẩn Số là chương trình nghệ thuật của sự quyết định đúng lúc. Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta quyết định đúng lúc, chúng ta sẽ có kết quả tốt nhất. Nếu chúng ta dừng lại quá sớm thì phải hối tiếc, để quá muộn thì hối hận, và dừng lại đúng lúc để được giá trị cao nhất. Hồi nãy thì anh ngồi ở vị trí số 4, anh có quyền giữ lại cặp số 4 hoặc đổi bất kỳ cặp nào khác tùy ý. Xin mời. Xin giữ lại cặp 21. Xin chọn cặp 21 để giữ lại là cặp của mình. Yeah. Tại sao? Thì tôi sinh ngày 21 tháng 12. Xin mời người mẫu ở vị trí cặp 21, Tú Thanh mang cặp
2011 và đây là một vòng thi khá cam go, có những phút rất căng thẳng, cần sự hỗ trợ của những người thân. Anh hãy giới thiệu người đi với anh trong chương trình hôm nay để hỗ trợ là ai ạ? Người đi cùng với tôi hôm nay là có vợ tôi là Trần Ánh Nguyệt và con gái là Đào Ngọc Quỳnh. Vâng, xin mời chị Nguyệt có đôi lời tự giới thiệu về bản thân mình. Xin chào tất cả khán giả có mặt tại trường quay, xin chào anh Thanh Bạch. Tôi là Trần Ánh Nguyệt, đang công tác tại trường phổ thông dân lập Nguyễn Khuyến, quận Tân Bình. Hôm nay tôi đến đây cùng với gia đình là phải nói là rất là may mắn khi được tin ông xã lọt vào một trong 26 người có mặt tại đây. Cố lên anh Linh, cố lên! Yeah. Ba ơi, lấy số 100 triệu cho con. Quên, chúng ta có quyền ước mơ và có quyền hy vọng, và biết đâu ước mơ đó trở thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ tất cả đã được sẵn sàng. Như vậy anh Trí Thông sẽ chọn mỗi đợt là 6 cặp, 5 cặp, 4 cặp, 3 cặp. Giữa những đợt như thế, ngân hàng gia đình sẽ chào mua chiếc cặp số 21. Và nếu như ở thời điểm tiện thấy khả thi nhất thì hãy quyết định bán cặp đó cho ngân hàng, hoặc là giữ lại đến mức sau cùng, tùy anh quyết định. Không biết anh thích phiêu lưu, mạo hiểm hay là thích cẩn trọng để phân tích tình hình, quyết định chi li. Anh chọn phương án nào? Phiêu lưu chút. Phiêu lưu chút. Cho một tràng pháo tay phiêu lưu một chút, bắt đầu. Ngay sau đây sẽ chọn lựa cho mình 6 cặp đầu tiên. Cái cặp đầu tiên nhất là số mấy? Số 20. Cặp 20, chuẩn bị. Và từ từ mở. 1.000 đồng. Quá. Tiếp tục một cặp nữa, còn 5 cặp. Cặp số 1. Cặp số 1 có giá trị là bao nhiêu, chúng ta cùng xem. 75.000 đồng. Còn 4 cặp nữa. Số 22. Cặp 22, mở. 20 triệu đồng. Còn 3 cặp nữa. Cặp số 2. Bây giờ là cặp số 2. Chúng ta cùng đến với bạn Phương Quyên. Mở. 2 triệu đồng. Còn 2 cặp nữa. Cặp số 9. Kết quả của cặp số 9 là 1 triệu đồng thôi. Còn 1 cặp nữa. Cặp số mấy ạ? 11. Cặp 11 có kết quả bao nhiêu? 50.000 đồng. Và bây giờ ngân hàng chào giá. Alo, xin chào ngân hàng gia đình, chúng tôi chờ kết quả của ngân hàng. Vâng, phải hối tiếc, để quá buồn thì hối hận. Thưa quý vị, giai đoạn này cặp số 21 được ngân hàng gia đình chào mua với giá là 550.000 đồng. Nên chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Không chấp nhận. Đi tiếp. Chúng ta mở 5 cặp nữa. Cặp số 15. Cặp 15 giá trị 50 triệu đồng. Có nghĩa là 50 triệu đồng không phải nằm trong cặp số 21, mà cặp 21 có thể là 100 triệu đồng. Chúng ta tiếp tục, còn 4 cặp nữa. Cặp số 5. Bạn Ngô Phương Thảo chuẩn bị. Cặp số 5, mở. 15.000 đồng. Còn 3 cặp nữa. Cặp 18. Cặp 18 đã sẵn sàng. Chúng ta cùng xem kết quả.
7.500 đồng. Yeah. Còn 2 cặp nữa. Cặp 25. Chúng tôi xin mời bạn Tuyết Nga chuẩn bị. Cặp 25 có giá trị bên trong là 5.000 đồng. Tiếp tục còn 1 cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ chào giá. Cặp số 7. Cặp số 7 là chiếc cặp cuối cùng của đợt này. Ngay sau khi được mở ra, ngân hàng sẽ chào giá. Bố Hằng cho chúng tôi xem kết quả bên trong. 100 triệu đồng đáng ra cần phải giữ lại. Rất tiếc đúng không nào? Rất tiếc, nhưng chúng ta vẫn còn con số lớn nhất là 25 triệu đồng. Và con số đó biết đâu nằm trong cặp 21. Ngân hàng chào giá.